giới thiệu trận thi đấu chung kết là cân 50kg thiếu niên giai đô có phí huy quang của quân đội màu đỏ cặp trận chính quyền và đội màu xanh hai đội sân hai đội sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.